Sáng ngày 20 tháng 3, toàn bộ cán bộ giáo viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thị xã đã được cán bộ VNPT khu vực 2 Quảng Ninh, đơn vị phối hợp phổ biến, hướng dẫn các kỹ năng, giải pháp dạy học trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học phòng dịch COVID-19 thông qua Internet. Nội dung hướng dẫn là cách tạo lập tài khoản, đăng nhập hệ thống, tạo mới cấu hình khóa học, tạo mới và quản lý các bài giảng, quản lý học viên, tạo bài thi, bài kiểm tra. Thì cái giải pháp này nó mang rất nhiều tiện ích cho thầy cô giáo và đặc biệt là với các em học sinh. Đây cũng là một cái để trong cái việc chống COVID-19, tránh chỗ đám đông và đông người. Đặc biệt hơn nữa là thầy cô giáo vẫn có các hướng dẫn để các cái ôn bài tập để qua cái hệ thống này trực tuyến này thì các em học sinh ở nhà cùng với thầy cô giáo ở trường hoặc ở nhà thì vẫn kết nối được với nhau và vẫn cập nhật được các kiến thức, đặc biệt là ôn bài những cái bài cũ để các em không mai một cái kiến thức. Và đến thời điểm này thì tại xã Đông Triều và Quảng Yên, Quảng Bí thì chúng tôi cũng đã triển khai cơ bản và hướng dẫn cũng tương đối chi tiết đến tất cả các trường và đã cấp các cái account tài khoản trực tiếp để các thầy cô giáo và các em học sinh hai đầu mối triển khai có hiệu quả trong cái việc chống dịch COVID. Cũng như các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên của thị xã cũng đã chấp hành chỉ đạo của chính quyền các cấp và của ngành dọc về việc cho học sinh nghỉ học nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc tìm các giải pháp duy trì việc dạy học, ôn tập cho học sinh cũng là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay. Việc phối hợp với VNPT Quảng Ninh triển khai dạy học trực tuyến qua Internet của Trung tâm sẽ giúp cho học sinh nắm được kiến thức, đảm bảo nội dung học tập theo quy định, cũng như đảm bảo kế hoạch năm học của đơn vị. Kết hợp tập huấn cho cán bộ giáo viên sử dụng công nghệ thông tin gần nhuyễn hơn và triển khai sâu rộng đối với cán bộ giáo viên để phổ biến tới học sinh và hội trang của phụ huynh để đáp ứng việc nhu cầu học tập đạt kết quả cao trong vấn đề sắp tới đây trở lại đưa đón học sinh trở lại trường đạt kết quả trong lĩnh vực học tập của các em học sinh, tránh tình trạng các con đến trường và trong tư trạng lơ là về kiến thức để đáp ứng tốt nhiệm vụ dạy và học của đơn vị trong thời gian gần và thời gian xa trong năm học tiếp theo trước tình hình diễn biến rất phức tạp của. Theo đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, đến thời điểm này, thị xã Đông Triều đã có 7 đơn vị trường học các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông đã triển khai các giải pháp dạy học, ôn tập trực tuyến cho học sinh thông qua mạng Internet trên nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin hiện có. Mặc dù vẫn còn những hạn chế nhất định như đường truyền chưa thực sự tốt, không phải học sinh nào cũng có điều kiện tiếp cận với phương pháp học tập này. Tuy nhiên, đây cũng là giải pháp tích cực để các thầy cô giáo học sinh duy trì việc học bài, ôn tập, đảm bảo ở mức cao nhất chương trình giáo dục trong bối cảnh phải nghỉ học phòng chống dịch như hiện nay.